cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để chia sẻ với các bạn về cây hoa trà. Thì cây trà này là cây trà để lấy lá uống nước các bạn. Thì ngày hôm qua mình đã đi nursery ở trên Fayette View của tiểu bang Arkansas. Thì trong nursery này có bán cây trà để nấu nước uống. Thì Quỳnh Mai đã mua nó đem về. Thì đây là cây trà với giá rất là rẻ là 13 đô các bạn. Thì cây trà này nó không phải là hoa trà để mình cây trà mà mình trồng lấy hoa màu đỏ, màu hồng, mà cây hoa trà này nó màu trắng các bạn, và nó có tên là Scientist đó. Thì hoa nó màu trắng thì mình mua về mình trồng để khi nó tốt thì mình sẽ hái ngọn của nó để mình nấu nước trà uống các bạn. Thì cái mình nấu nước trà tươi thì nó nguyên chất, nó không có thơm giống như là trà người ta đã ướp rồi. Đây là trà nguyên chất thì nó có tác dụng tốt hơn là người ta hãm trà rồi người ta rang lá trà. Còn mình chỉ có vài cây mình mua về thì mình khi nó ra lá non thì các bạn có thể hái lá để nấu nước uống giống như là bên Việt Nam mình người ta nấu nước dối đó các bạn, cây dối. Thì cũng tương tự như vậy, mình dùng lá để mình nấu tươi như vậy. Thì nó có chất chát và có cái hậu ngọt các bạn, nên người ta rất là thích. Bên Việt Nam mình bây giờ cũng có bán cây trà, những xe đẩy đi bán cây trà như thế này để mình mua về trồng đó các bạn. Những người ở thành phố người ta cũng mua vài chậu về trồng để hái lấy lá để nấu nước uống. Thì cái nước trà này nó hơi chát nhưng mà có hậu ngọt, uống vô rất là tốt cho sức khỏe đó các bạn. Thì Quỳnh Mai ngày hôm qua đi nursery đột nhiên nhìn thấy là ở trên một cái kệ người ta để mười mấy cây trà này để bán. Thì Quỳnh Mai mua một cây về đến nhà rồi mình cũng tiếc quá, phải chi mình mua hai ba cây thì mới đủ lá để mình uống các bạn đó. Thì bây giờ sau khi mua về thì Quỳnh Mai mới tìm hiểu là cây trà này cũng trồng giống như là cây hoa trà mà mình thưởng thức bông vậy các bạn. Nhưng mà trà này mình cách trộn phân của nó hơi đặc biệt một chút, là cây trà này nó rất là thích đất đất vườn mà sạch các bạn. Rồi nó thích phân bò thì mình phải lấy đất vườn trộn chung với phân bò rồi thêm một chút peat moss để cho nó thoát nước. Nghĩa là nó cần thoát nước các bạn, tại vì mình đem về nhà mình trồng trong chậu thì cái chậu đó phải thoát nước thì nó mới sống được. Và cái cây trà này nó cũng sống được ở nhiệt độ lạnh, nhưng mà không có lạnh quá như là có tuyết hay đá thì nó sống không được. Nên Quỳnh Mai tính trồng để đem vào gara khi mùa đông tới đó. Thì ngoài thưởng thức cái lá non của nó thì mình sẽ thưởng thức cái hoa nó các bạn.
Hoa nó màu trắng và cây nhụy nó màu vàng, rất là đẹp luôn. Thì khi mà nó tốt thì các bạn thấy là những cái lá non trên đây nó có nhiều cành thì mình hái những cái lá non đó, rồi ít thì mình để vào thẳng vào trong cái chén hay cái tách, mình rửa sạch rồi mình để thẳng vào đó và mình nấu nước sôi rồi mình chế vào, thì mình cũng có một cái ly nước trà màu vàng nhạt các bạn đó. Thì cái đó là số lượng ít khi mà mình trồng đó một cây. Còn các bạn muốn trồng nhiều cây thì các bạn có thể mua 3-4 cây thì là đủ uống trong gia đình đó các bạn đó. Thì ngày hôm qua Quỳnh Mai đã đi nursery, mới mua được cây hoa trà này các bạn. Thì mình đã chia sẻ với các bạn về cái cái cách trồng của cây hoa trà. Mà trà này là trà để hái lá uống, nó rất là thích phân ở trong vườn, phân sạch tốt trộn với phân bò với lại thêm một chút peat moss thì nó sẽ tươi tốt các bạn. Vậy bây giờ Quỳnh Mai sẽ mời các bạn xem cái cảnh nursery mà mình đi hôm qua nha các bạn, để cho xem qua cho vui. Tại hôm qua Quỳnh Mai cũng có post một cái nursery lên cho các bạn xem rồi, và cái này là cái thứ hai. Tại vì ngày hôm qua Quỳnh Mai đã đi tới 3 cái nursery, nên Quỳnh Mai post cho các bạn xem qua cây cỏ được người ta bán trong nursery. Và cái nursery này Quỳnh Mai mua cây trà đó, có bán rất nhiều phân, nhiều cái fountain, tức là cho nước chảy phun lên đó các bạn, rất đẹp. Thì các bạn có thể xem để mình lấy kiểu để làm cái fountain ở trong vườn nhà mình, có nước chảy róc rách cho vui nha các bạn. Vậy bây giờ Quỳnh Mai mời các bạn xem nha. Thank you.
nhiêu, có biết gắn lại không? Gắn lại. Nếu như hư, có biết phân không? Không.